Các thân mến, cùng tiếp tục với dạng 3 ẩn hiệu biết tỷ số ở trong cái chủ đề hiệu tỷ này. Thầy cho mình đến với bài số 3, đề bài như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. À, bài này chúng mình có tỷ số rồi. Chiều dài, nhắc đến trước, tức là chiều dài sẽ chiếm số phần ở trên tử số đúng không? Chiều dài chiếm 3 phần bằng nhau và chiều rộng sẽ chiếm 2 phần bằng nhau. Hiệu ở đây chúng mình chưa biết. Nhưng chúng ta đọc thông tin đó là nếu tăng chiều rộng thêm 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Khi hình vuông nhé thì độ dài tất cả các cạnh sẽ bằng nhau. Đúng không em? Chiều dài không đổi, chỉ có chiều rộng tăng thêm thôi. Chiều rộng tăng thêm được 10 thì sẽ được bằng chiều dài, bởi vì tất cả các cạnh hình vuông bằng nhau. Các em hình dung chưa nào? Tất cả các cạnh của hình vuông bằng nhau. Cho nên khi chiều rộng tăng thêm mà bằng chiều dài thì tức là chiều dài sẽ hơn chiều rộng 10cm. Đúng chưa em? Bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày vào phần bài giải nhé. Mình nói nếu tăng thêm chiều rộng 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Nên chiều dài của hình chữ nhật hơn chiều rộng là 10cm. Nên chiều dài của hình chữ nhật hơn chiều rộng là 10cm. Đấy, tức là chiều rộng khi mà thêm 10cm nữa thì bằng chiều dài, đúng không? Bởi vì nó là hình vuông mà. Vậy tức là hiệu là 10cm đấy em. Bây giờ ta có sơ đồ. Chiều dài với 3 phần, chiều rộng với 2 phần. Chiều rộng 2 phần, ta vẽ 2 đoạn có độ dài bằng nhau, mỗi đoạn là 1cm. Bây giờ ta dùng thước gióng thẳng điểm cuối của chiều rộng xuống thì mình sẽ nhìn ra được đâu là hiệu rồi. Đây chính là hiệu ứng với 10cm. Chúng mình phải tìm chiều dài, chiều rộng thì sau đó mới tính được diện tích mà, đúng không các em? Chiều rộng là hỏi chấm cm này. Chiều dài cũng hỏi chấm cm này. Bây giờ mình sẽ nói là theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là, thì ta sẽ lấy 3 trừ đi 2 thì sẽ bằng 1, đơn vị là phần. Và một phần này ứng với hiệu là 10cm. Bây giờ mình sẽ có giá trị của một phần là, ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau. Ta lấy 10 chia cho 1 thì sẽ bằng 10, đơn vị là cm. Đến đây mình sẽ tìm được chiều dài, chiều rộng rồi. Chiều dài của chữ nhật là, thì chiều dài ứng với 3 phần, ta lấy 10 là giá trị một phần nhân với 3 lên, ta sẽ được là 30, đơn vị là cm. Tương tự chiều rộng. Chiều rộng của hình chữ nhật là, ta sẽ lấy giá trị một phần là 10 nhân với lại số phần của chiều rộng là 2 sẽ bằng 20cm. Hoặc em thể lấy chiều dài trừ đi 10, tức là lấy 30 trừ đi 10 là bằng 20 đấy. Bây giờ tính diện tích. Diện tích của hình chữ nhật là, thì ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo đều là cm rồi. Ta lấy 30 nhân với lại 20 thì sẽ bằng 600, đơn vị là cm vuông. Đáp số là 600 cm vuông, các em nhé. Như vậy chúng ta đã làm xong bài số 3 ở trong cái dạng số 3, đó là ẩn hiệu biết tỷ số rồi các em ạ.